quý vị và các bạn, từ lâu tình trạng răng mắc chằng chịt các loại dây điện, dây viễn thông đã xuất hiện tại nhiều khu dân cư, tuyến phố, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn mùa mưa bão. Mặc dù các cấp, các ngành chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương ngầm hóa hạ tầng lưới điện, viễn thông, nhưng đến nay việc khắc phục còn nhiều hạn chế và có phần chậm trễ. Trong những năm qua, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp đã tích cực đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật viễn thông đến tất cả các vùng miền trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông Internet của nhân dân. Tuy nhiên, việc quản lý hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng mạng cáp ngoại vi còn bộc lộ nhiều bất cập. Tại nhiều tuyến đường, khu dân cư, thậm chí là khu vực trung tâm, tại một số nơi còn tồn tại nhiều đường dây cáp điện lực, cáp viễn thông, cáp truyền hình đấu nối, răng mắc chằng chịt, không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật. Nhiều dây cũ nát, đứt gãy, không còn sử dụng nhưng chưa được tháo gỡ, thu hồi. Không khó để bắt gặp hình ảnh các loại dây điện, dây cáp viễn thông giăng mắc thành những bó lớn kéo từ nhà này sang nhà khác, tuyến phố này sang tuyến phố khác. Một trong những lý do khiến tình trạng cáp mạng Internet, viễn thông trở nên lộn xộn là do chỉ được treo một cách sơ sài, chồng chéo, thậm chí tiện đầu móc đó cho xong, không có sự kiểm soát của cơ quan cấp chính quyền nào. Nên khi dây đứt hoặc võng xuống đường, người dân cũng chẳng biết kêu ai. Thực trạng trên đã làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao và mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi có mưa bão. Tại một số khu đô thị, khu dân cư mới, tình trạng răng mắc chằng chịt thành bó lớn, các loại dây dẫn điện, dây cáp về cơ bản đã được khắc phục tốt hơn so với các khu dân cư đến phố cũ. Cái việc mà ngầm hóa cơ sở hạ tầng nó đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó hạn chế được cái tác động của thiên tai, hạn chế được sự xâm hại của những kẻ mà tức là của những cái đối tượng mà liên quan đến xâm hại đến hạ tầng, trong đó cả bao gồm là xâm hại về lấy cắp cơ sở hạ tầng, hoặc là hơn nữa đó là việc phá hoại cơ sở hạ tầng, hoặc là chiết xuất vào cơ sở hạ tầng để đánh cắp thông tin. Tuy nhiên, không phải khu đô thị nào việc ngầm hóa mạng lưới dây dẫn điện, viễn thông đều đã được thực hiện đồng bộ. Tại nhiều khu đô thị, khu dân cư mới, mặc dù đã được xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, có hệ thống cống ngầm đáp ứng yêu cầu ngầm hóa mạng lưới dây, tuy nhiên, việc ngầm hóa mới chỉ được ngành điện thực hiện. Khu đô thị 5, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa là một trong những tuyến đường lớn xây dựng mới của thành phố Thanh Hóa. Mặc dù hạ tầng cơ sở được xây dựng đồng bộ và khá bài bản, có thể đáp ứng yêu cầu ngầm hóa mạng lưới điện và viễn thông. Thế nhưng trên thực tế, yêu cầu này mới chỉ được ngành điện lực Thanh Hóa triển khai thực hiện. Các đơn vị viễn thông khác hầu như chưa phối hợp thực hiện. Và thực tế mà chúng tôi ghi nhận được là dù phía dưới tuyến đường được xây dựng khang trang hiện đại, nhưng phía bên trên lại lôi thôi lộn xộn với hàng loạt các loại dây đan xen răng mắc vào nhau, trông chẳng khác gì mạng nhện trên cao. Tình trạng này không phải hiếm tại các khu đô thị, khu dân cư mới. Các nhà mạng thì có nhiều lý do để giải thích cho tình trạng này, có cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Thế nhưng kết quả mang lại là những tác động xấu cho diện mạo và chất lượng đô thị. Nguyên nhân thì như mình nói, tức là do là cái mặt bằng ban đầu ấy, là họ chưa đồng bộ về đường, chưa đồng bộ về cống bể, chưa đồng bộ về điện nước. Thì dẫn đến là khi mà dân người ta vào sinh sống ấy, thì là các cái cơ sở hạ tầng nó chưa hoàn thiện, chưa xong, hoặc là do nhu cầu của người dân đã ở trước mà mặt bằng vẫn đang trong quá trình chưa hoàn thiện, thì lúc đấy là phát sinh các cái nhu cầu về viễn thông, thì do đó là một số các cái dây thì người ta vẫn treo trên các cái cột điện này. Thì cái này là sau khi mà mặt bằng hoàn thiện ấy, thì các nhà mạng sẽ đồng bộ lại cho cái dây nó hạ ngầm xuống. Một cái thực tế là đúng là các cái mặt bằng khu đô thị mới, mặt bằng khu dân cư mới, thì cái việc mà ngầm hóa của điện lực thì đã điểm hóa ngay từ ban đầu khi thực hiện đầu tư của dự án. Còn các cái mạng dịch vụ viễn thông thì đây là hắn không nằm trong cái được thiết kế ban đầu, hắn không nằm trong cái vốn đầu tư ngân sách của nhà nước, cho nên mà không được đầu tư các cái đường ống chờ để cho các cái dịch vụ mạng người ta nay mai người ta lắp, mà các dịch vụ mạng phải chủ động là thực hiện cái đầu tư khi họ có nhu cầu cung cấp cái dịch vụ mạng cho các cái khu dân cư. Thì cho nên mà việc mà các cái khu dân cư chưa được ngầm hóa thì vẫn đang còn tồn tại, mặc dù là điện lực đã ngầm hóa.
những bất cập tồn tại trên không phải là vấn đề mới trong công tác quản lý chỉnh trang đô thị. Rất nhiều văn bản chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa đã được ban hành nhằm khắc phục tình trạng trên. Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Ủy ban dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 343 về việc cải tạo chỉnh trang hạ tầng mạng viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh, thành phố Thanh Hóa. Theo đó, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa yêu cầu các phòng chuyên môn phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông hoàn thành khảo sát, đánh giá hiện trạng trước ngày 30 tháng 4 năm 2020. Các doanh nghiệp viễn thông, đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông hoàn thành kế hoạch hoặc phương án cải tạo chỉnh trang trước ngày 15 tháng 5 năm 2020. Hoàn thành việc sắp xếp chỉnh trang lại hệ thống dây trước ngày 30 tháng 8 năm 2020. Tiến hành kiểm tra đánh giá việc cải tạo chỉnh trang các tuyến cáp của các đơn vị hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên đến nay, việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên rất chậm và không đạt được yêu cầu đề ra. Đây là vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý đô thị ở thành phố Thanh Hóa còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng treo móc các loại dây viễn thông, dây cáp truyền hình vẫn diễn ra khá phổ biến. Luật thực định thì đã có đầy đủ các quy định về cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đó là Ủy ban Nhân dân các cấp và các sở chuyên ngành phải có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra về tiến độ thực hiện, về chất lượng công trình, về thiết kế công trình. Và quá trình mà kiểm tra phát hiện ra vi phạm thì sẽ phải xử lý vi phạm. Nhẹ là xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể kiến nghị xử lý hình sự hoặc là kiến nghị đình chỉ thực hiện dự án, thu hồi dự án. Thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái hậu quả về sai phạm của chủ đầu tư. Thế trong trường hợp này thì chúng tôi đánh giá là phía cơ quan quản lý nhà nước đã có đầy đủ các cái quyền năng theo quy định pháp luật thì cần phải nâng cao cái trách nhiệm liên quan đến công tác thanh tra kiểm tra. Nếu như chúng ta không làm việc này thì lỗi chính lại thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Để xảy ra tình trạng đó thì cơ quan quản lý nhà nước đã không làm tròn cái bổn phận công vụ của mình. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả ngầm hóa mạng lưới viễn thông, truyền hình cáp không được như mong đợi. Trong đó có nguyên nhân trong nguồn lực đầu tư của nhà nước đối với hạ tầng cơ sở phục vụ cho việc ngầm hóa mạng viễn thông. Tuy nhiên, một nguyên nhân nữa là do việc tiết kiệm, cắt giảm chi phí đầu tư từ chính các doanh nghiệp viễn thông, các nhà mạng trong lĩnh vực này. Tận dụng tối đa hệ thống cột điện chiếu sáng có sẵn để phát triển mạng lưới dây dẫn. Trong kinh doanh, lợi ích kinh tế luôn được đặt lên đầu. Đây là thực tế dễ hiểu, vì vậy đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt của công tác quản lý đô thị. Nếu không, văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng khó thực hiện. Chúng tôi cho rằng là cái quan trọng nhất để khắc phục tình trạng trên thì chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện dự án đã được nhà nước phê duyệt. Trong đó, cái yêu cầu là toàn bộ phải ngầm hóa. Đây là cái trách nhiệm lớn nhất của chủ đầu tư để phải khắc phục. Thứ hai là các đơn vị viễn thông cũng phải nâng cao cái trách nhiệm của mình, trách nhiệm xã hội của mình. Đừng vì vấn đề lợi nhuận mà chúng ta đi giảm thiểu cắt các cái chi phí để từ đó là phá vỡ cái tính tổng thể của khu đô thị mới. Và vấn đề thứ ba cần phải khắc phục mà tôi cho rằng đây là cái biện pháp quan trọng nhất, đấy là phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, của cơ quan chuyên ngành để xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả, yêu cầu khắc phục hậu quả đối với những vi phạm mà chủ đầu tư cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ đã vi phạm. Văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện việc chỉnh trang cải tạo mạng lưới dây điện các viễn thông đều tương đối đầy đủ, chính là cơ sở pháp lý để các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, kết quả thực hiện đạt được đến đâu còn phụ thuộc vào sự quyết liệt của cơ quan quản lý chính quyền các cấp. Chuyên mục góc nhìn luật sư ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đường dây nóng 0888153636, nơi tiếp nhận các phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh, các vấn đề bất cập bức xúc trong đời sống xã hội, các khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các thông tin gửi đến đường dây nóng sẽ được tiếp nhận, tác nghiệp và phản ánh qua một loạt chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hộp thư ống kính truyền hình và chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đường dây nóng 0888153636, kết nối thông tin, niềm tin gửi gắm.